Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay số ca mắc sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh đã lên con số gần 10.000 ca. Đây là con số được ghi nhận tại các bệnh viện. Trên thực tế, ngoài cộng đồng còn cao hơn rất nhiều và cũng khó kiểm soát. Ngành y tế thành phố đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng giám sát chặt chẽ khâu phòng ngừa tại các địa bàn dân cư. Huyện Hóc Môn là một trong 5 địa bàn nóng ở thành phố Hồ Chí Minh về dịch sốt xuất huyết với số ca mắc tăng cao mỗi ngày. Từ đầu năm đến nay, huyện ghi nhận có 47 ổ dịch với 747 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 139% so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý, có một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Hiện trên địa bàn vẫn còn 886 điểm nguy cơ cần xử lý. Phải tăng cường truyền thông và giám sát thường xuyên. Tại vì cái công tác này là không thể mà làm một lần được. Này là phải giám sát thường xuyên, nhắc nhở bà con, tăng cường truyền thông để bà con là thay đổi cái hành vi đó, người ta tự diệt lăng quăng trong mỗi nhà thì nó mới giảm bớt được. Qua kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các địa bàn dân cư, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ngành y tế thành phố cũng thừa nhận vẫn còn nhiều tồn tại, thiếu sót, khiến số ca mắc tăng cao, khó kiểm soát, nhiều điểm nguy cơ cao chưa được xử lý dứt điểm. Đặc biệt, người dân còn rất chủ quan lơ là phòng dịch, do đó cần thực hiện ngay các biện pháp tăng xử phạt hành chính nhằm tăng cường kiểm soát dịch lây lan trong cộng đồng. Những ngày gần đây tại Hà Nội, thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ có sự chênh lệch giữa ngày và đêm nên số lượng trẻ nhập viện tăng nhanh. Theo ghi nhận tại khoa Nhi bệnh viện Thanh Nhàn, mỗi ngày có khoảng 70 trẻ đến khám bệnh, chủ yếu là bị viêm phế quản, viêm phổi, trong đó khoảng 10% bị nặng phải nằm viện điều trị. Thời tiết Hà Nội đang bước vào giai đoạn chuyển mùa với nền nhiệt thay đổi thất thường là nguyên nhân gây ra các bệnh lý hô hấp ở trẻ. Điển hình như bé trai 3 tháng tuổi này đã phải nhập viện 6 ngày để điều trị viêm phổi kèm tình trạng rối loạn tiêu hóa. Em bị ho, ho lặng tiếng và bị khò khè, không tiếp. Em thì bé vào viện. Khi vào viện thì bác sĩ phỏng đoán là bị viêm tiểu phế quản cấp do thời tiết. Đưa con vào thăm khám tại bệnh viện Thanh Nhàn, con gái anh Đoan được các bác sĩ chẩn đoán viêm phổi và chỉ định nhập viện điều trị tại khoa Nhi. Triệu chứng mà bé gặp phải là ho nhiều về đêm, thở khò khè, chảy nước mũi, thường nôn sau khi ăn uống. Cháu vào từ hôm thứ hai, thì vào được cũng được 3 ngày rồi. Thì đến ngày hôm nay thì cháu cũng đỡ hơn rồi. Đỡ hơn rồi và ăn uống nó cũng ok hơn. Nên viện khám thì các bác cũng cho xét nghiệm với cả cho chẩn đoán là viêm tiểu phế quản và viêm phổi. Theo các bác sĩ, độ ẩm cao là điều kiện cho các loại virus phát triển. Trong khi trẻ nhỏ sức đề kháng yếu nên rất dễ nhiễm bệnh. Để hạn chế tình trạng trẻ nhập viện tăng cao như hiện nay, các bác sĩ lưu ý phụ huynh phải hết sức quan tâm đến chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng của trẻ trong điều kiện thời tiết thất thường. Quan trọng nhất là phát hiện sớm các cái dấu hiệu như là viêm, trẻ có ho, trẻ khò khè, trẻ mũi xuất tiết, các cái dấu hiệu của viêm lăng đường hô hấp. Đặc biệt là với những cái trẻ mà có sốt cũng như là có cái khó thở, ấy, khó khè, thở dít thì cha mẹ phát hiện sớm và đưa con đến các cơ sở y tế sớm. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, thực hiện tốt khâu vệ sinh cho trẻ. Đây được coi là vaccine để phòng tránh nhiều loại bệnh. Khi trẻ có những dấu hiệu như sốt cao, ho kéo dài, tiêu chảy, nôn thì không tự ý mua thuốc điều trị mà phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám, điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc. Thưa quý vị, Việt Nam vừa cấp phép cho thêm một loại thuốc Monopiravir điều trị COVID-19 sản xuất trong nước, có tên là Monopiravir Stella 200mg. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa cấp phép thêm một loại thuốc Monopiravir điều trị COVID-19 sản xuất trong nước. Monopiravir Stella 200mg, hàm lượng Monopiravir 200mg, dạng viên nang cứng, hạn dùng 6 tháng. Sản phẩm này có số đăng ký là SDK-VD3-17422. Của công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Stella Farm, chi nhánh 1 sản xuất và đăng ký. Đến nay, Việt Nam hiện đã có 4 loại thuốc Monopiravir điều trị COVID-19 sản xuất trong nước được cấp phép lưu hành. Thưa quý vị và các bạn, thực trạng răng miệng đáng báo động tại Việt Nam hiện nay là có đến trên 90% người dân có vấn đề về răng miệng, chủ yếu là mắc bệnh sâu răng. Điều đáng lo ngại hơn là nhiều người dân vẫn chưa biết dự phòng bệnh sâu răng và cách chải răng đúng cách. Ghi nhận tại khoa khám bệnh Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội cho thấy, đa phần người dân đến khám răng miệng khi thấy răng có vấn đề, cụ thể là sưng tấy, đau nhức do sâu răng, viêm nướu, viêm lợi. Trung bình một ngày thì sẽ có khoảng 200 đến hơn 200 lượt bệnh nhân trong cái giai đoạn mà đang có dịch bệnh như thế này.
trong đó tỷ lệ về răng miệng thì chiếm khoảng 85-90%, hơn 50-60% là bệnh nhân là chỉ khi đã xuất hiện các cái triệu chứng đau hay khó chịu thì bệnh nhân mới đi khám. Theo thống kê, có đến 90% người dân đang có vấn đề về răng miệng, chủ yếu là mắc bệnh sâu răng và một số loại bệnh lý khác như viêm lợi, viêm quanh răng, răng khôn. Cụ thể, ở người cao tuổi và trưởng thành, có trên 80% người có sâu răng vĩnh viễn, trên 60% trẻ em và trên 80% người lớn có các bệnh lý về nha chu. Trên 30% người trưởng thành trở lên có túi mủ, bệnh lý quanh chân răng, làm cho răng lung lay và đây cũng là ổ nhiễm khuẩn lớn. Ngoài ra còn tỷ lệ khoảng trên 80% thanh thiếu niên bị lệch răng cần nắn chỉnh. Vẫn còn một tỷ lệ khá cao người dân là không quan tâm đến việc chăm sóc răng miệng. Một tỷ lệ đáng kể người dân là không đánh răng và chải răng, không đến các bệnh viện hay là cơ sở y tế nào để khám răng. Cái này có thể là do, thứ nhất là có thể là do thói quen, thứ hai nữa là có thể do về công tác truyền thông, giáo dục về chăm sóc sức khỏe của đối với người dân về việc chăm sóc sức khỏe răng miệng cũng chưa được tốt và chưa được cao. Theo điều tra của Bộ Y tế, có 44% người khám răng do đau, gần 10% đi kiểm tra, 55% dân số không bao giờ đi khám, 85% bị sâu răng ở độ tuổi từ 6 đến 8 và trong đó có 94% không được điều trị. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Luật Khám bệnh chữa bệnh, mỗi người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đều phải được lập hồ sơ bệnh án. Bệnh án điện tử không chỉ là số hóa hồ sơ mà còn tích hợp nhiều tiện ích cho bác sĩ điều dưỡng trong công tác điều trị, khám chữa bệnh. Ngoài ra, bệnh án điện tử là bước tiến trong công tác quản lý hồ sơ bệnh án và phục vụ đắc lực trong hoạt động khám chữa bệnh của các cơ sở y tế. Hiện nay, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đạt tiêu chí hồ sơ bệnh án điện tử. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã đưa vào triển khai thực hiện bệnh án điện tử. Để thực hiện được tiêu chí này, bệnh viện đã đào tạo đội ngũ nhân lực, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị. Các hệ thống đã được kết nối và chạy đồng bộ. Ngoài hệ thống máy tính sẵn có từ trước, bệnh viện còn trang bị thêm một số máy tính để bàn cho các khoa phòng. Hệ thống phòng máy chủ, phòng điều hành tập trung, hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng thông tư 54 của Bộ Y tế. Chúng tôi mới xây dựng các lộ trình và chúng tôi đã xây dựng và đã chạy thử. Bệnh viện đã chính thức có công văn gửi Cục Công nghệ Thông tin và các cái đơn vị chức năng và Bộ Y tế. Chúng tôi đã chính thức bỏ bệnh án giấy, chuyển sang bệnh án điện tử và vấn đề lưu trữ phim, in phim thì không còn lưu trữ, còn in phim nữa và chúng tôi chuyển sang lưu trữ phim trên hệ thống phần mềm. Khi chuyển đổi sang công nghệ số, người bệnh được hưởng rất nhiều lợi ích như các làm thủ tục đơn giản. Khi tái khám, tất cả thông tin điều trị của bệnh nhân trong đợt khám chữa lần trước đã được lưu lại. Bác sĩ chỉ cần nhập mã bệnh án là thông tin hiện ra, giúp ích rất nhiều cho các bác sĩ trong chẩn đoán điều trị. Còn với người bệnh, khi đến bệnh viện khám chữa bệnh, không phải mang sổ khám bệnh, các giấy tờ xét nghiệm, chụp phim hay toa thuốc đã điều trị trước đây. Thông qua bệnh án điện tử, bác sĩ sẽ cập nhật được tiền sử bệnh tật của bệnh nhân, từ đó có phương án điều trị thích hợp. Là có 3 lợi ích chính. Lợi ích đối với người bệnh là tăng cái sự hài lòng. Đối với nhân viên y tế thì tăng cái sự công khai minh bạch, giảm cái sự sai sót về chuyên môn, tham gia vào đào tạo, tham gia vào nghiên cứu khoa học, tăng cường cái sự quản lý hiệu lực, hiệu quả trong cái quản trị bệnh viện và tăng cường cái kiểm tra giám sát. Khi mà có phần quản lý được cái bệnh án điện tử thì chúng tôi ngồi ngay tại phòng giám đốc có thể theo dõi giám sát các cái hoạt động chi tiêu từ các cái quy chế chuyên môn cho đến tài chính rồi đến nhân sự rồi là các cái liên quan đến người bệnh ngay tại phòng mà chúng tôi. Ngoài ra, nhằm phục vụ tốt hơn cho người bệnh, bệnh viện đã tiến hành tích hợp hệ thống Wi-Fi. Bệnh nhân có thể ngồi bất cứ chỗ nào trong công viên của bệnh viện vào Wi-Fi miễn phí. Bệnh viện thông minh thực hiện hóa mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tạo môi trường thuận lợi nhất cho người dân, hướng tới một mô hình bệnh viện không giấy tờ. Như vậy, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội là bệnh viện trung ương đầu tiên đạt tiêu chí hồ sơ bệnh án điện tử và hiện là bệnh viện thứ 19 trên cả nước đạt tiêu chuẩn này. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.